Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với VH Auto 33 Lê Văn Lương. Hôm nay Hiếu xin phép được giới thiệu cho cả nhà một dàn xe mới về tại tháng 8. Hiện tại tháng 8 này thì Hiếu về rất là nhiều xe cực kỳ hot mà giá cả cũng cực kỳ hợp lý các bạn ạ. Đây, đầu tiên là chiếc Ford Mustang, xe sản xuất 2020, bản 2.3, hiệu năng cao, bản đặc biệt. Chiếc này thì có một chiếc duy nhất tại Việt Nam thôi, chạy tầm 6-7 nghìn cây gì đấy. Hiếu đang bán với giá là 3 tỷ 800 triệu tròn. Rồi, tiếp tục là chiếc BMW X7. Chiếc này sản xuất 2019, tên công ty xuất hóa đơn, bản M Sport, cần số tất cả pha lê. Hôm nào rảnh thì mình sẽ quay chi tiết lại chiếc BMW này cho các bạn được xem chi tiết nhá. Hiện tại Hiếu đang bán chiếc này với giá là 6 tỷ 2. Ok, tiếp tục chiếc BMW là chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive, xe sản xuất 2019, màu đỏ nội thất kem, chạy tầm hơn 4 vạn thôi, biển Hà Nội luôn. Hiện tại Hiếu đang bán chiếc này với giá là 1 tỷ 480 các bạn ạ. Ok, chiếc màu vàng này là chiếc Cayman thì Hiếu đã bán rồi, đã nhận cọc, nhận chầu, nên là xin phép không giới thiệu cho các bạn nữa. Đi sâu vào bên trong thì mình có chiếc Mini Cooper. Chiếc này cũng vừa mới về xong, đang xước, cũng chưa kịp sơn xi cũng như là dọn dẹp spa. Xe tư nhân biển Hà Nội một chủ, sản xuất 2016, Hiếu đang bán với giá là 1 tỷ 250 triệu các bạn ạ, cực kỳ hợp lý luôn. Những chiếc xe Mini Cooper mới rất là đắt, nhưng kiếm được một con lướt cũng như là cũ thì giá cũng đã rất là vừa tiền rồi. Ok, mời các bạn theo dõi tiếp. Đấy là chiếc RX 2MT sản xuất 2017. Xe có một màu xanh Carbonside, nội thất da bò. Giá chiếc này đang bán là 2 tỷ 530 triệu. Rất được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam, tại vì máy 2.0 tiết kiệm nhiên liệu hơn so với bản RX 350. Nội thất thì nội thất da bò các bạn nhá. Bên trong mình đây là có chiếc Audi Q7 các bạn ạ. Audi Q7 màu trắng, nội thất da bò, xe sản xuất 2015, đăng ký lần đầu 2016. Giá bây giờ cũng chỉ 1 tỷ 960 triệu thôi. Quá êm rồi các bạn ạ. Bây giờ bản mới, xe mới rất là đắt. Bản mới nhất bây giờ nó tầm 4 tỷ 2 các bạn ạ. Chiếc này giờ quá hợp lý luôn. Ok, bên phải chiếc Audi đây là chiếc VinFast Lux SA, xe sản xuất 2021, biển Hà Nội, tên công ty, đã được độ thêm bộ đèn pha siêu sáng rồi, bên trong vài miếng ốp gỗ linh tinh nữa. Xe này là màu xám, nội thất da bò, hiện Hiếu đang bán với giá là 1 tỷ 150 triệu, bản full các bạn nhé, bản premium. Ok, vào sâu bên trong nữa thì mình có chiếc RX 350 sản xuất 2017, 3.5, màu vàng cát, nội thất da bò. Hiện Hiếu đang bán chiếc này với giá là 3 tỷ 150. Đây, xe công ty xuất hóa đơn, nội thất da bò luôn các bạn ạ, cực kỳ hợp lý đó. Xe mới hơn 4 tỷ chưa đăng ký. Rồi, mời các bạn đi theo mình một vài dòng xe nữa. Đây, đây là chiếc C200, xe sản xuất 2017, đang có giá là 1 tỷ 065 triệu, màu đen nội thất kem, cực kỳ hợp lý rồi các bạn ạ. Màu đen nội thất kem C200. Bên cạnh chiếc C200 đấy là chiếc GLC 300 AMG,
sản xuất 2021, biển Hà Nội các bạn nhá. Màu trắng nội thất đen, bản mới nhất bây giờ rồi. Bộ đèn multi beam, vành AMG, xe chạy gần 2 vạn cây. Giá đang bán chiếc này với giá là 2 tỷ 490, cũng cực kỳ hợp lý. Xe mới bây giờ là hơn 2 tỷ rưỡi, cộng với tiền thuế nữa thì tầm gần 2 tỷ 8 các bạn ạ. GLC 300 AMG. Rồi, bên cạnh chiếc GLC 300 đấy là chiếc BMW X5, y hệt chiếc BMW X7 luôn. Chiếc này sản xuất 2020, một chủ, chạy mới 1.000 cây thôi. Siêu siêu mới, siêu lướt. Màu xám nội thất da bò, y hệt chiếc X7 của mình. Đèn laser đây. Giá chiếc này là đang là 4 tỷ 4. Đấy, cũng cực kỳ hợp lý. Bản M Sport các bạn nhé. Phiên bản đầy đủ nhất rồi. Đây, mời các bạn ngắm qua chiếc X5 và chiếc X7, màu y hệt nhau. Đây là X5 bạn ạ. M Sport. Có thời gian thì mình sẽ quay và giới thiệu chi tiết cho các bạn. Và còn đây là chiếc X7, cũng bản M Sport luôn, X-Driver 40i, biển Hà Nội. Rồi, mời các bạn đến tại VH Auto 33 Lê Văn Lương để xem xe, lái thử trực tiếp. Bên mình các xe thì đều hỗ trợ trả góp lên tới 80% trong vòng 6 năm, tùy từng xe, tùy từng đời. Các bác quan tâm hãy gọi số bên dưới, mình chuyên nhận đổi các xe trên mọi miền Tổ quốc, đổi xe cũ lấy xe mới. Bên mình thì chuyên bán các dòng xe sang, siêu sang, trung cấp, tất cả đủ hết. Gọi như là thập cẩm các bạn ạ. Bác nào có nhu cầu thì mình bán. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.